Hi, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình có mấy cây bắn vít mới về. Thì mấy cây này thì mình lấy lại của mấy anh lãi ha. Thì giá cũng hơi cao. Thì nay mình quay mình chia sẻ cho các bạn ha. Thì mấy cây này là ba cây bắn vít, một ba cây bắn vít và ba cây khoan nha các bạn. Cái này bạn nào mua cặp thì mình bán cặp luôn, như vậy thì nó rất là tiện cho các bạn ha. Xài vừa kem cây khoan cây bắn vít, xài pin thì pin chung. Rồi giờ mình sẽ giới thiệu cây đầu tiên ha. Cây này là cây tất cả trên đây là đều national hết nha các bạn. Ta gọi có người gọi là nati, có người gọi là natonan gì đó, nhưng mà mình gọi đại đi nào. Đó, cây này thì rất là mới nha các bạn. Đó, cây này là OZ 6506 nha các bạn. Bạn thấy không? 6506 12V, cây này thì tem mạ còn rất là đầy đủ. Nhưng theo đúng như cái cây này á, thì nó sẽ có một cái lớp cao su bọc ở sau nha các bạn. Nhưng mà cái cây này như cao su đó nó làm dở quá, lâu ngày bị lão quá. Nè, mấy cao su giống như vậy nè. Đó. Nhưng nó dở quá thì lâu ngày bị lão quá rồi. Nhưng mình bỏ hết một lớp cao su, nhưng mà cái đầu này rất là mới, cái đầu này mình không giảm giá gì ha các bạn. Này là nguyên zin vừa từ bển về luôn nha, như vậy nha. Đó, nó rất là mới, cây này rất là mới luôn. Và cây này cũng rất là nhiều anh thích đây, tại nó cái motor nó là motor rời nha, không phải motor nguyên khối. Motor rời, than nó bắn rất là khỏe. Cái con này rất là khỏe nha các bạn. Nãy mình quay cưa nên nó hơi dơ một xíu. Rất là khỏe luôn. Đó, rất là mới luôn á. Thì cái cây này mình sẽ bán bộ nha các bạn. Máy pin sạc pin li-ông 4A, pin đóng mới ha, máy pin sạc là 1,2 triệu nha các bạn. Để mình test thử cho bạn xem độ khỏe nó nha. Rồi pin này nó hết pin nha. Đó, điều tốt nha các bạn. Thắng đầy đủ nha. Nè, đảo chiều á. À, đảo chiều nè. Cây còn rất là mới luôn. 1,2 triệu là quá rẻ với có đối với cây này nha bạn. Rồi giờ mình sẽ bắn thử cho bạn xem nha, bắn vít nha. Bắn vít 5 phân. Vít 5 phân xuống gỗ. Bạn thấy rõ không? Gì đó nha. Bạn thấy búa nó dữ chưa? Rất là mạnh luôn. Đó. Cây này rất là khỏe luôn á. Nó nhỏ nhưng cái búa nó kinh khủng luôn. Một tay rồi hết nha bạn. Đập đập nó ghê không? Đó, xong rồi cây đầu tiên nha bạn. Rồi. 64 6506 nha. Rồi, cây tiếp theo. Hai cây này giống nhau hết nha bạn. Z6504. Cái này cây kia cây mình mới test thì 6506 nha. Còn cây này là 6504, hai cây này là 6504. Giống nhau hết, mới keng sờ beng hết luôn ha. Đó. Còn rất là mới luôn, cái đầu này mình không giảm giá gì hết nè. Đó. Hai em rất là mới luôn, bắn như nhau luôn nha các bạn. À, thì mình sẽ test từng cây cho các bạn xem. Cây này chạy rất là im nè, chịu tốt nha các bạn. Đó. À.
thắng nè. Đó, đây giờ mình sẽ test thử cho bạn xem. Cái này búa yếu hơn cái kia nha, nghe cái lực không mạnh bằng cái kia. Xong cái này nha bạn. Rồi tiếp theo cây cây tiếp theo nha. Dưa tóc nè. Đảo chiều. Ở chiều thắng đầy đủ nha. Giờ mình bắn thử cho bạn xem. Rất là khỏe nha các bạn. Sorry các bạn, mình có điện thoại các bạn. Alo. Dạ em nghe anh ơi. Dạ đúng không anh? Em chuẩn bị lên một mớ cây đó, có gì anh coi anh ấy nha. Chuẩn bị lên video á. Dạ con kia em bán rồi, em chuẩn bị lên video 5-6 con cưa, 4-5 con cưa gì đó, có gì em coi xíu anh gọi cho anh đặt ha. Chuẩn bị lên anh, clip nó đang tải lên đó. Dạ có, anh có báo giá trên video luôn. Dạ ok. Rồi ok. Hai cái con này nè các bạn. Ok quay lại ha. Hai con này nè các bạn, nó có cái mạc nè. Mình chả hiểu. Để coi quay đâu cho thấy rõ ta. Power Tool. Nè, Power Tool Club No 2214. Thấy rõ, Power Tool Club hai cây luôn đều có. Cái này giống như là một cái Hitno trên một cái sản phẩm gì đó. Nè, Power Tool Club No 23307. Hai cây luôn, giống hệt nhau luôn. Và cái mạc này nhìn rất là đẹp. Và vừa bữa giờ thì mình thấy mấy cái mạc này là lần đầu tiên luôn. Đó. Thì cái này bán cũng 1,2 triệu bộ nha các bạn. Cây này thì được cái nó còn cao su bọc rất là đẹp. Rồi hai cây luôn, 1,2 triệu bộ máy pin sạc. Rồi, còn cái này. Cây này là cây EZ6402 cây khoan ha. Cái khoan có chế độ nhanh chậm rồi chỉnh lực rồi ha các bạn, nhanh chậm rồi đầy đủ các chức năng. Và cây này đặc biệt khi mà mình bắn ví dụ như nó có chế độ nó sẽ tự ngắt, ví dụ như nó vô ba búa nó sẽ tự ngắt ha. Giờ mình sẽ test con khoan, thì mình sẽ test khoan cho bạn xem ha. Đầu autolock nha, 10 ly. Con này thì mình sẽ khoan cho các bạn xem nha. Đây. Khoan 10 ly nha các bạn. Đó, nếu mình để chế độ này thì nó vô tải nó sẽ ngắt nè. Ví dụ nó búa một cái đang ở mức 5.
Giờ mình để mức chín này nè. Này mức chín nó xuống luôn rồi, nó không có búa. Giờ mình sẽ lại mức 6 đi. Đó, nó búa một cái là nó ngắt luôn, nó ngắt điện luôn. Nó đặc biệt một điều đó. Nè, đó nó ngắt luôn rồi. Rồi giờ nó không chạy luôn rồi. Giờ chắc phải tháo pin ra để lại mà. Đó, không hiểu sao cái chế độ nó ngộ vậy đó. Đó, nó ngắt luôn. Rồi giờ bấm không chạy luôn. Phải rút pin ra lại. Rút lại mà cũng không chạy nữa thì ta. Rồi. Đó, giờ nếu mình để chế độ low thì mình khoan bình thường ha. Ủa ngắt luôn ta. Giờ vậy mình sẽ để chế độ khoan đi. Khoan động lực đi. Mình để chế độ khoan thì nó không ngắt ha các bạn. Các chế độ kia là để dùng trong bắn vít nha các bạn. Thì bắn vít đủ, mình để cái chế độ nào thì nó đủ tải ở chế độ đó thì nó sẽ ngắt. Cục pin này yếu chắc rồi. Pin nào mình đóng mới. Đó. Tiếng khác rồi ha. Khoan cái tiếng khác này nha bạn. Đó. Để mình thử cái chế độ bắn vít của con này cho các bạn xem nha. Mình sẽ để mức 7 đi. 7 thư bắn vít như thế nào. Thấy không? Ngắt theo bạn. Xuống rất là khỏe luôn nè. Đó, nó ngắt cái nó đứng luôn ha. Rồi, cái này mình bán với giá 1 triệu 2 luôn nha các bạn. Máy pin sạc 4 A, pin 4 A, sạc 2 A. Rồi, tiếp theo. Còn hai cái khoang EZT105. Cái khoang này thì đầu kẹp 10 ly ha các bạn. Cái khoang này thì cái dòng này thì nó không có ấy nha các bạn. Cái này bị dơ rồi chứ. Cái dòng này thì nó không có hai chế độ, hai blow ha. 2 18, 21 cấp trường, một cấp khoang. Nhưng nó không có ấy nha các bạn. Nó không có điều tốc. Nó chạy nè. Cục pin này nó có vấn đề. Pin này nhà làm pin nhưng mà bữa giờ cũng mấy cục pin này mình đóng mình xài nên mình xài xe điện nên không có cục nào xài ngon hết. Này cái chân này nó không ăn. Chân không ăn các bạn ơi, đợi mình xíu nha. Lại chân ra xíu. Rồi, giờ mình sẽ khoan thử cái máy cái này cho các bạn xem. Cái máy này thì không có điều tốc nha các bạn. Cái
Đây, mình sẽ khoan thử cho bạn xem nha. Cái này khoan thì rất là mạnh. Khoan rất là ngọt ha, 10 ly á. Cái máy này, bộ này máy pin sạc ha, mình bán với giá là 900 nha các bạn. Bộ này máy pin sạc nha, 900. Hai cây này ha. Hai bộ này máy pin sạc 900 nha các bạn. Đây mình khoan cho bạn xem nè. Máy rất là khỏe nha bạn. Hai cây EZT105 này thì 900 bộ nha bạn. Rồi, thì video của mình đến đây là giới thiệu chỉ 6 cây, 3 cây bông bích, 3 cây khoan. Thì bạn nào mua thì liên hệ với mình ha. Số điện thoại 0908875468. Ở đây coi lại hết tất cả các cây này ha các bạn. Thì bạn nào mua cây nào thì cứ liên hệ với mình. Các bạn xem video nhớ like, subscribe kênh với mình nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn. À quên, mình thông báo luôn các bạn nha. Tuần này thì mình bận có việc, mình về quê nên đây tới cuối tuần chắc mình không có lên clip nữa ha các bạn. Thì mình chỉ còn ship hàng trong ngày mai thôi. Thì các bạn nào tranh thủ thì trong ngày mai thì mình sẽ giải quyết nốt tất cả các đơn của các bạn. Rồi qua tuần mình sẽ làm lại ha. Rồi, cảm ơn, chào tạm biệt các bạn nha.